Đấy nha, bây giờ mình sẽ test cái dung dịch thuốc phun xịt côn trùng do mình mới làm ra nha. Đây các bạn nhìn thấy này, trên đường đi này rất là, cái này là đường đi ố kiến này, rất là nhiều luôn. Đó, cả cái trong góc tường kia nhỉ. Các bạn biết là ngày Tết thì kiến nó sẽ rất là tới rất là nhiều. Đấy các bạn thấy không? Thì bây giờ mình sẽ xịt nha. Đấy các bạn đợi một lát nữa, nó sẽ rất là nhanh thôi. Đấy các bạn thấy bây giờ khi mà cái mùi hương này nó bị xịt ra ấy, thì kiến nó sẽ bị xua đuổi và nó sẽ bị, khi mà kiến nó sẽ chạy thành đoàn đúng không, tại vì nó sẽ ngửi thấy mùi của nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta xịt ấy, có cái tinh dầu này nó đã bay ra rồi thì nó sẽ mất phương hướng, kiến nó sẽ bị mất các mùi hương của chính đồng loại của nó, nên nó sẽ không biết đường đi và nó sẽ bắt đầu chạy loạn và chạy đi. Và có những con kiến khi mà đã dính phải cái tinh dầu đấy rồi thì nó thường co cụm lại và rơi rụng xuống đất. Đấy các bạn nhìn thấy rồi, bị rơi xuống rồi. Đây và lại phía bên này nó rụng hết rồi, những con còn lại là bám dính và chết ngay trên trên tường luôn. Những con rụng xuống là cũng đã chết nha. Mình cũng chưa biết là nó có chết hay không, hay là nó đang nằm hôn mê bất tỉnh nữa, tại vì mình thấy nó nằm nó rơi rụng hết rồi và những con còn lại thì nằm bẹp ngay trên tường luôn nha. Đấy và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để chúng ta tự làm thuốc xịt côn trùng tại nhà, rất là đơn giản thôi. Mời các bạn xem tiếp video và đừng quên nhấn cho mình một like nhé, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thi Chế Đồ. Vâng, các bạn đã ăn Tết xong chưa? Ăn Tết xong rồi đúng không? Thì hầu như nhà nào cũng thế. Khi mà ăn Tết xong kiến rất là nhiều luôn. Thì các bạn có để ý thì thấy từ trong nhà bếp, nhà tắm rồi, nhất là những cái khu mà chúng ta ăn nhậu rất là nhiều kiến. Đấy thì nó có thể là bò vào bộ đồ ăn, có thể nó đốt chúng ta, và nhất là những nhà mà có trẻ nhỏ thì nó sẽ đốt trẻ nhỏ rất là sốt ruột các bạn. Vâng. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tự làm cái nước xịt côn trùng để xua đuổi kiến và tiêu diệt kiến. Thế thì các bạn biết ấy, thì những loại thuốc xịt nhưng mình mua như các ngoài cửa hàng ở bên ngoài ấy, thì các loại thuốc đấy nó cũng rất là rẻ thôi, nó chỉ dưới 100 ngàn thôi. Nó xịt rất là hiệu quả, xịt xong cái là nó chết luôn. Thế nhưng ngược lại nó rất là độc hại, nó độc hại quá ấy. Chúng ta có thể là không chết ngay mà có thể chúng ta cũng chết từ từ khi chúng ta hít phải cái chất độc đấy. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để chúng ta tự làm tại nhà. Cái này nó rất là đơn giản thôi, mà cái mức độ độc hại thì nó sẽ hạn chế đi cực kỳ thấp. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái bình xịt nha. Cái bình này ngày trước là đựng cồn này, nhưng mà mình xịt hết rồi. Bây giờ là mình vừa cho nước vào để chuẩn bị cho làm cái video này, thì mình là vừa cho nước vào để đỡ mất thời gian của các bạn. Thì chúng ta mở cái bình xịt này ra, cho nước vào. Đây là tinh dầu xả chanh nhé. Các bạn cho cái tinh dầu xả chanh này vào, thì tùy theo cái lượng nước của các bạn, các bạn pha cho nó đặc hay là ít. Tại vì cái này, cái tinh dầu xả chanh mình bỏ vào nhằm là nó khuếch tán, nó bay, nó hơi nóng nó bay theo cái dạng hơi mùi của nó, thì là kiến nó ngửi thấy là nó cũng bay đi rồi. Nó bốc hơi, cái độ bốc hơi nó rất là nhanh, nó sẽ lan tỏa khắp cái khu vực mà mình phun thuốc. Và đây là long não, có nơi gọi là vít kê, cái này long não, hay là có nơi thì gọi là băng phiến, thì các bạn sẽ cho vào ngâm cho mình. Một cái bình lớn như thế này thì các bạn chỉ cần cho 4-5 viên là được rồi, không nhiều lắm đâu. Và tiếp đó thì cái này trong nhà thì nhà nào chắc chắn cũng có rồi, nó là dầu rửa bát, các bạn cho một ít thôi nhé, không nên cho nhiều lắm đâu. Tại vì nếu chúng ta mà cho nhiều quá cái dầu rửa bát ấy, thì là lúc chúng ta xịt ra thì chúng ta đi thì sẽ nhớp bẩn, nên cho một ít thôi. Sau đấy chúng ta sẽ cuộn nắp nó lại, lắc và ngâm đều, lắc cho nó ngấm đều sau cái hỗn hợp này ngấm với nhau. Cái lòng não này ấy, thì nó thường dùng để chúng ta cho vào quần áo hay là tủ giày dép để xua đuổi mối này, rán này,
và các loại côn trùng gặm nhấm nữa. Đấy, thế nên là khi chúng ta cho vào đây chúng ta pha vào thì nó sẽ rất là hiệu quả khi chúng ta xịt vào những cái tổ kiến nha, và những cái đường của kiến nó đi ấy. Đấy. Đấy, rất là đơn giản, chỉ trong vòng 2 phút đồng hồ thôi là chúng ta đã có một bình xịt rồi. Nếu như các bạn mà không có cái chanh xả này, đúng không? Thì các bạn chỉ cần dùng nước cho một chút xà phòng vào. Đấy. Và các bạn nếu cũng không có long não luôn thì các bạn thì có thể là sử dụng một chút dầu gió, cho dầu gió vào. Đó, để cho cái mùi của dầu gió ấy, kiến nó cũng rất là sợ các bạn ạ. Thì lúc đấy khi chúng ta phun ra ấy, thì là kiến nó sẽ rời bỏ đi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu thấy hay, thấy bổ ích thì nhớ nhấn cho mình một like. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để xem những video khác bổ ích hơn nhé. Nói chung là mình thì làm những video đại đa số là xoay quanh cuộc sống hàng ngày. Tuy rằng nó rất đơn giản nhưng mà có thể một lúc nào đó các bạn sẽ cần đến. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúc các bạn và gia đình sang năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn, công việc thì thuận buồm xuôi gió trong cuộc sống. Xin cảm ơn.